người bị cận thị rồi, nó cho cận thị luôn rồi, quá dễ rồi. Gần nhất là O gì? OC, C bằng 10 cm, xa nhất là OCV bằng 25 cm. Hôm nay nhỏ hơn 25 cm này không, là bị cận thị rồi, đề bài cho rồi. Thì đeo khấu kính gì? Khấu kính phân kỳ, gần quá muốn xa thì bung ra, băng ra. Phân kỳ độ tụ D bằng gì? D bằng 1 phần F kính, thì cho chữ kính vô. F kính có chưa? Chưa, nhưng mình F, mình biết F kính bằng gì? Trừ OC V bằng trừ 25 cm. Thế vào đây, vậy là 1 phần trừ 25. Bấm thử đi, DV. Bấm thử đi, bấm này ra nhiêu? Không, trừ 0.04 đúng không? Chưa tới nha, phải nhân cho thêm 100 mới ra DBC nha. DB nha, ra là trừ 4. Thì chưa, nhớ từ bước này qua bước này nhân thêm 100 nữa đó. Tại vì đơn vị thật sự của thằng này mình học là cm, nhưng mà theo công thức này là tính theo đơn vị là mét. Được chưa? Rồi tới câu B. Câu B, nếu người trên đeo sát mắt một cái độ tụ của kính, câu B nha, khác với câu trên nha, bằng trừ 2.5 dB, thì người đó nhìn rõ vật trong khoảng nào trước mắt. Khoảng nào trước mắt chính là tính gì á? Tính D, DC với D, DV, được chưa? Thì mình có cái này đúng không? Vậy mình có DK bằng 1 phần K, xin lỗi, FK, suy ra FK bằng, không biết thì bấm bình thường, trừ 2/5 bằng 1 phần FK, bấm đi, ra FK bằng nhiêu? Bấm ra nhiêu? Trừ 0.4 mét nghe không? Công thức này, cái hàng này đơn vị là mét. Vậy nhân cho bao nhiêu ra cm? Nhân cho 100 thì sẽ ra là trừ 40 cm. Hiệp chưa? Chút tự sửa. Bắt đầu tiếp tục, mình có O D phẩy C bằng trừ O C. C bằng nhiêu? Trừ 10 cm. D phẩy V bằng trừ O C. V bằng, nói theo đi để nhớ, lỡ nói bạn không có nghe đâu. Được chưa? Rồi bắt đầu áp dụng công thức 1 phần F bằng 1 phần D cộng 1 phần D phải thêm chữ K, chữ C, chữ C. Bắt đầu thế vô, 1 phần trừ 40 bằng 1 phần DC cộng 1 phần D phải C bao nhiêu? Trừ 10, bấm máy tính. Rồi tiếp tục, 1 phần F kính bằng 1 phần D V cộng 1 phần D phẩy V. Ráp công thức vô, 1 phần trừ 40 bằng 1 phần D V cộng 1 phần viễn đây nè, trừ 25. Rồi tự bấm máy tính, được chưa? Ổn chỗ này chưa?